tối thứ tư hàng tuần. Mình là Spin. Còn mình là Trang Sang, rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong bản tin chơi bóng đá. Kể từ số lần này, mình sẽ đem đến cho các bạn một bản tin hoàn toàn mới, cùng với người chỉnh lý rất xinh đẹp bên cạnh. Mong rằng các bạn sẽ cảm thấy thoải mái và thích thú hơn. Và giờ chúng ta sẽ đến ngay với phần điểm tin chơi. Tin tức đầu tiên chúng ta sẽ đến với đội tuyển Việt Nam. Ngày 20/11 vừa qua, chúng ta đã có trận đấu mở màn AFF Cup gặp chủ nhà Myanmar. Trận bóng đá của mình đã tổ chức mừng bởi áo blau rất vui vẻ. Quy tụ rất đông các anh em chuyên lơ đến để cùng quẩy lửa với các ca sĩ. Trên những trò chơi hấp dẫn, sự lực gắn kết tình đồng chí và trên hết là cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Và không phụ lòng các anh em chơi bóng đá cùng các fan hâm mộ, đội tuyển Việt Nam đã có một trận thi đấu thuyết phục, hạ gục đội chủ nhà, bắn phá thung Luna mở ra cơ hội đi tiếp. Sang nhà bạn chơi, chưa gì mà mới phút thứ 25 Văn Quyết đã đè ngửa chủ nhà ra, định làm trò đổi bại. Nhưng may chủ nhà Myanmar có sự chuẩn bị từ trước, họ đã bật lại và chống trả quyết liệt. Hai bên thi đấu giằng co cho đến khi Lê Công Vinh xuất hiện như một vị thần. Anh quật ngã sấp mặt chủ nhà Myanmar, qua đó ghi bàn thắng thứ 50 cho đội tuyển quốc gia. Quả là một ngày trọn vẹn niềm vui với Công Vinh nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Ơi, mùi kiểu gì đấy? Ai đang muốn nhập vai trong sơ đồ 7 tí thôi. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần thông tin từ La Liga. Trận derby thành Madrid đã trở thành sân khấu hoành tráng để Ronaldo tỏa sáng, gạt qua mọi lời chê bai. Anh nhìn ngay cú hat-trick của lưới đội bóng nhỏ là Atletico. Ghi bàn xong anh còn phải ngồi suy ngẫm một lúc để nhớ xem anh đã ghi tổng cộng bao nhiêu bàn. Vì hiện tại anh đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong trận derby Madrid. Vừa có đội bóng cận thành, vừa có penalty. Xem ra những người không yêu mến anh lại được dịp sôi động rồi. Ronaldo chỉ ghi bàn của lưới đội bóng nhỏ thôi. Ronaldo chỉ ghi bàn vào lưới đội bóng nhỏ thôi. Goal! Ronaldo chỉ ghi bàn vào lưới. Real vui mừng, Barca cũng mừng vui không kém. Vì trong một trận đấu thiếu vắng Messi và còn được chơi hơn người từ đầu hiệp 2, họ đã xuất sắc cầm hòa đánh ra Malaga để giành được 1 điểm. Xin được nói thêm là Malaga đã đứng tận vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Xin chúc mừng Barca về chiến tích đáng tự hào này. Ui giời ơi, Atletico ơi, Atletico. Sao em không ngăn cản thằng Real lại cho anh mà em đi sớm thế em ơi. Em đi mà sao mà đi sớm thế. Thật là đi em ơi. Premier League tuần này cũng sụt sôi không kém. Khi Manu đối đầu Arsenal trong một trận cầu không khoan nhượng. Cứ tưởng với vị thế xếp trên thì Arsenal sẽ có một trận đấu áp đặt đối phương, nhưng không. Sự kém cỏi của các cầu thủ đã khiến Arsenal sẽ phải trả giá. Còn về phía Manu, họ đã chơi rất hay dù không có Ibra, Pogba cùng Herrera cầm dịch tuyến giữa. Mata ghi bàn thắng làm bùng nổ ở Chelsea. Đặc biệt là Valencia không rõ anh có uống nhầm thuốc gì trước khi vào trận hay không mà đi bóng như Ronaldo, qua người như Jordan, động tác giả như Di Maria, còn đạt thị chuẩn như David Beckham. Cũng may nhờ cái đầu vào của Giroud đã cứu giúp Wenger vào sân thay người. Từ quả tạt của thủ trưởng Chamberlain, anh bật cao hơn cả đánh đầu tung lưới đỡ kia. Giải vô trên thị trường lại tăng cao chóng mặt. Man City có một chiến thắng nhọc nhằn trước Crystal Palace, nhưng chiến thắng này lại chứa đựng ý nghĩa lớn khi đánh dấu sự trở lại của một công thần bị ruồng bỏ, Iatoze. Sau quãng thời gian cãi nhau với Pep, Torre cuối cùng đã xin lỗi và được ra sân trở lại. Chỉ cần có thế, anh ghi ngay cú đúp trong 80 phút ngang với số bàn mà Pogba ghi trong 11 trận. Chủ vé Pogba xem ra vẫn phải học tập tiền bối Torre rất nhiều. Họ đã trong những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ đầu mùa giải. Vì hiện tại, thầy trò Conte đã chênh chệch trên đỉnh bảng xếp hạng. Thắng mạch 6 trận liên tiếp, ghi 17 bàn, thủng lưới 0 bàn. Cú toàn đã bất đắc dĩ trở thành người hưởng lương cao mà công việc nhàn hạ nhất thế giới. Đến trận thì đeo găng vào, mang thêm cốc trà đá, cà phê, cài ghế hoặc cài bóng xếp ra sân, ngồi thưởng ngoạn cảnh vật, ngắm cảnh trời đất hữu tình. Hết trận đã thu dọn đồ đạc ra về. Thật thì vị chẳng khác nào Nguyễn Trãi trong bài Côn Sơn Ca năm xưa.
1995 tuổi con lợn, Mạnh Sơn đầu hỏa, xuất thân từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Em được mọi người biết đến khi cùng lứa tuổi 19 với Quân Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn làm dậy sóng bóng đá Việt Nam một thời. Hiện anh đang du học bên Hàn Quốc. Nói là du học sinh nhưng nhìn vẻ bề ngoài của anh cũng chẳng khác gì cầu thủ bản địa cả. Cũng là lỗi do em, biết trước khi xưa anh đã không cần phải bước đến bên em. Trong trận đấu vừa qua gặp Myanmar, Xuân Trường đã góp dấu giày trong cả hai bàn thắng. Dưới thời huấn luyện viên Lữ Hữu Thắng, em có tổng cộng 5 đường truyền thành bàn để dẫn đầu danh sách kiến tạo. Nhã quan chiến thuật và kỹ năng truyền bóng của em vô cùng sắc bén. Mình đang nghĩ đến viễn cảnh trong trận chung kết, Xuân Trường sẽ đá phạt giống như Minh Phương năm nào, truyền cho Công Vinh bật cao đánh đầu ghi bàn một lần nữa. Chiếc cúp AFF sẽ thuộc về chúng ta, thật không có gì tuyệt vời hơn. Giờ đã đến tiết mục trao giải thưởng. Đáp án câu hỏi tuần trước là anh Quế Hải đã tung ra 8 phát đập, con số may mắn là 27. Xin chúc mừng Thánh Dương Viết Hà đã may mắn giành được chiếc cáp điện thoại 100k của chúng mình. Và xin thông báo, chuyên mục game trúng thưởng sẽ tạm hoãn từ tuần này để bọn mình reset lại bản tin. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua. Thời gian trôi qua thật nhanh, vừa là bản tin số 53 của chương bóng đá đến đây là kết thúc rồi. Hãy nhớ subscribe kênh YouTube của bọn mình và comment đóng góp ý kiến ở bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo. Xin chào. Xin chào. Shake down.